Nhưng mà mẹ em thì có nghĩa là trước đây thì con mình đã nổ bả một lần rồi mà lại đang hai mẹ con ở nữa, nên là cũng không muốn đi thêm một bước nữa, nên là đâm ra là không chấp nhận. Và cái Tết năm đó mẹ em giận em luôn. Nhưng mà rồi thì làm cách nào để mà hai bạn đến được với nhau và Thì tổ chức đám đến cưới? khi mà tháng 5 á, là em thấy sự nhiệt tình và cái sự thật thà của anh nó rất là nhiều, và em cảm nhận được cái nghĩ là thôi tương lai của mình nó vẫn còn còn dài lắm. Mẹ con thì kiểu gì trước sau cũng phải cần có một người nào đó mà làm một bờ vai mà che chở. Hình như là đang có tin vui đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, chúc mừng nha. Trước tiên là xin chúc mừng hai anh chị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và chúc mừng cho hai vợ chồng đang chuẩn bị chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình mình nha. Em bé được mấy tháng rồi cưng? Dạ em đang được 3 tháng rưỡi nha. Mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ em tên là Tài Thúc Vương, năm nay em 40 tuổi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả mọi người ạ. Em tên là Đặng Thanh Loan, năm nay em 37 tuổi. Loan với Vương là hiện tại là ở đâu? Dạ em hiện tại em sinh sống ở trên Đắk Lắk ạ, Buôn Ma Thuột đấy ạ. Là hai bạn mới xuống đây ạ? Dạ em mới xuống. Em làm việc ở Sài Gòn. Trước đây á thì em ở Sài Gòn, và sau đó em sanh bé, lấy anh em sanh bé thứ hai á, thì em mới về Buôn Ma Thuột. Tụi em thì là coi như là hai mảnh đổ vỡ mà ghép lại. Công việc của Vương là hiện tại là làm ở Sài Gòn. Trước đây thì làm ở đâu? Em lớn lên ở bên Mỹ. Em từ nhỏ lớn đi học xong đến rồi em đi lính 20 năm thì em về hưu, thì em làm cái nghề quay phim. Hình ảnh gì Việt Nam thì em là người quay mấy đó. Khi mà Vương gặp Loan đó là gặp ở Việt Nam. Em đi về đây em quay một cái phóng sự về của Việt Nam. Nhỏ em của em họ nó có một cái lớp yoga, xong nó nói anh quay phim được, anh quay cái quảng cáo yoga giùm em. Thì em vô trong quay phim thì cô này là tập yoga trong đó, thì em liếc thì công việc đạo diễn của em thì em nhìn em lựa người ra để em quay, thì em nhìn thấy cô này xong cái em nói cô này rất ăn ảnh nè. Em lựa cô này ra để anh phỏng vấn, thì lúc em phỏng vấn rồi xong em quay rồi em cũng để ý gì hết, em đi xuống Cà Mau quay tiếp. Thì trên đường đi Cà Mau thì em vẫn ngồi coi lại tài liệu trên máy, thì em nhìn thấy cô này dễ thương, cái em mới hỏi nhỏ em nói em có số cô này không, để anh gọi anh xin cái tên đầy đủ anh bỏ vô. Thì anh gọi thôi, cái anh gọi thấy nói chuyện thấy cũng hợp ý, em mới nói anh còn có 2 ngày ở Việt Nam nữa thôi, thì anh về Cà Mau tối nay thì gặp em để uống nước uống cà Từ phê. Cà Mau về Sài Gòn đó. Dạ thì em về uống cà phê thì em hẹn cổ đi, cũng tối lắm rồi, cũng 9 giờ cô, nhưng mà em thấy đi uống cà phê thì nói cũng hợp hợp ý lắm, nên em thấy chắc có lẽ đây là người hợp với mình. Lần đầu tiên mà Loan gặp anh Vương đó thì là cái ấn tượng của Loan về anh ấy như thế nào? Dạ không có gì hết. Thực ra là cái lần đầu tiên thì ảnh về ảnh quay em cũng không quan tâm gì hết, có nghĩa là mình khi người ta nhờ mình cái việc gì đó thì mình làm xong trách nhiệm mình đi về thôi. Và sau đó thì ảnh nhắn tin cho em, rồi mình nghĩ thì có thêm một người bạn nữa thì cũng ok, nên là cũng nhắn qua nhắn lại, rồi ảnh rủ em đi uống nước. Tối hôm đó về cái về chở ảnh về cái ảnh hung lên em, hung em trên trán em gì đó, mặc dù nó rất là nhanh nhưng mà nó không có mang một cái tính chất gì mà nó gọi là thô lỗ hết. Nhưng mà đêm đó về là ấn tượng với cái nụ hôn đêm đó về thì em cũng thấy nó có một cái gì có nó lạ, một chút xao xuyến nhẹ. Rồi xao xuyến xong là anh này là lên máy bay về Mỹ lại. Nhưng mà sao hôm sau có gặp nữa không? Hay dạ. là hôm sau gặp nữa Dạ không? có, hôm Anh còn được sau. 2 ngày mà đúng Dạ không? đúng rồi. Coi như là yêu xa đúng không nè, yêu xa. Nhưng mà xa như vậy là tụi em có thể xa cả năm hay là yêu chỉ xa là em vẫn về thường xuyên để mà thăm bà xã? Em vẫn đi tới đi lui nhiều, cũng tại vì gặp xong 1 năm sau em mới chính thức lấy. Em cũng đi về đi lui, nhưng mà em nói về tốn tiền vé máy bay quá, thôi để em về em ở luôn. Thì em mới nói bà xã em là thôi anh về anh ở luôn với em nha. Lúc mà Tết em về thì xong, sau đó cô đi học yoga mà định cái lớp cao á ở Đà Lạt khoảng mấy tháng, thì cô tụi em có nói chuyện xong cô nghĩ là chắc quen xa quá cô không muốn quen nữa, cô không liên lạc nữa với em. Nhưng mà em quyết định rồi thì em tháng 5 em đi về, em đứng trước nhà cô luôn, em đợi tới tối luôn. Xong cái em ngủ gục với đó em quên luôn, cái con thằng con trai lớn đó, nó nói ôi chú Vương làm gì ở đây nè mẹ. Tội vậy rồi sao? Lúc đó em thấy thương không? Em cũng xúc động, nhưng mà em cũng không cho vô nhà. Tại vì lúc đó đi mình nó mới đi chơi về, người mình nó cũng đang nóng nực mệt mỏi.
nên em nói là thôi anh cứ về đi, anh cứ đằng nào cũng đòi vô nhà, nhưng mà em nhất quyết em không cho. Rồi thì lại xách ba lô đi về, lủi thủi đi về vậy đó. Đi về rồi qua ngày hôm sau rồi bắt đầu mới bao lâu mới cho vô nhà? Không, thì em biết cổ hay tập yoga buổi sáng thì em mới nói nhỏ em, nói bây giờ anh sẽ đi tập yoga. Thì nó có, nếu nó nói là ở đây yoga này sẽ cho tập một tuần miễn phí, thì 6 giờ sáng là em đã có mặt em tập yoga. Mà không biết anh chị có bao giờ tập yoga thì em nói yoga nó khó quá trời. Thì em kiên trì tới một tuần, chưa bao giờ em tập gì mà mồ hôi nó chảy đầy mình luôn, em biết tại sao nó chảy luôn. Chân cẳng nó chảy. Vậy là có nghĩa là ảnh tập đúng thì mồ hôi mới chảy đúng không? Chắc hay là anh cũng sao? Cố theo nhưng mà không thể theo bằng mọi người được. Chứ chị có tập yoga rồi mà không ra mồ hôi đó. Tại mệt quá nó cái buông luôn á. Không có. Nó em cũng có tập yoga đó chị. Không ra được, không ra mồ hôi được. Bao lâu thì bên gia đình em á là có biết ảnh không? Cũng cái Tết 2015 ảnh có về. Thì em cũng có, ảnh về ảnh Tết, ảnh đi quay ở ngoài Hà Nội á. Rồi mùng 2 ảnh bay vô Buôn Ma Thuột, vô nhà em á. Thì cũng có về mà gặp bố mẹ em. Nhưng mà mẹ em thì có nghĩa là trước đây thì con mình đã đổ vỡ một lần rồi, mà lại đang hai mẹ con ở nữa, nên là cũng không muốn đi thêm một bước nữa. Nên là đâm ra là không chấp nhận. Và cái Tết năm đó mẹ em giận em luôn. Nhưng mà rồi thì làm cách nào để mà hai bạn đến được với nhau? Thì đến khi mà tháng 5 á, là em thấy sự nhiệt tình và cái sự thật thà của ảnh nó rất là nhiều. Và em cảm nhận được cái nghĩ là thôi tương lai của mình nó vẫn còn dài lắm. Mẹ con thì kiểu gì trước sau cũng phải cần có một người nào đó mà làm một bờ vai mà che chở. Bây giờ là hai bạn coi như là tất cả mọi thứ cũng đã chia sẻ hết rồi. Bây giờ đến cái phần này mà chắc có lẽ là hai bạn cũng đang rất là muốn nói này. Đó là phần tật xấu của đối phương. Thôi vậy chắc hỏi Loan trước đi, anh ấy có tật xấu gì không? Thực ra thì ảnh, nếu mà nói về tật xấu thì tụi em cũng sống mấy năm nay rồi, nhưng mà hình như là cái sự hoàn mỹ nó lấn át luôn đi cái phần xấu nhẹ nhàng của ảnh, nên đâm ra là nó cũng không có gì hết. Tại vì ở nhà thì ảnh là người chu toàn hết mọi việc trong gia đình luôn. Nhà cửa là cũng tự tay làm hết. Nói chung là giờ mà điện đóm hay nước hay là bất cứ một cái gì thì em không phải kiếm một người thợ nào khác. Là anh biết hết luôn. Dạ, biết hết luôn. Từ công nghệ cho đến tất cả luôn. Ngay cả việc mà bếp núc trong gia đình là anh là người sắm sửa hết cho em toàn bộ. Em chỉ việc nấu thôi. Thôi nhưng mà đây là cái phần mà chúng ta khui cái tật xấu. Đúng rồi. Khui tật xấu. Hồi nãy giờ là khen đúng không? Thì ý em đang nói ở vấn đề đây là nó bị lấn át rất là nhiều. Nhưng mà em thì em đang không hài lòng ở ảnh một cái vấn đề là nói chung là phụ nữ thì ai cũng ghen. Nhưng mà cái tật của ảnh là ví dụ như là ảnh đi chơi với một cái người bạn gái là bạn bình thường thôi. Hôm nay đi cà phê rồi đi ăn, xong ngày mai cũng cà phê đi ăn, cái ngày mốt cũng đòi như vậy thì em không chấp nhận. Có nghĩa là em chỉ muốn ảnh phải hiểu được cái cảm xúc của người vợ và con ở nhà. Có nghĩa em chấp nhận cho ảnh đi gặp gỡ bạn bè, nhưng mà cái mức độ nó phải ở vừa phải. Không thể ngày này qua ngày kia được. Chỉ được ngày thôi. Giống như là còn là ngày nào cũng giờ xã giao thôi. Xã giao một ngày thôi. Mà em nói ảnh riết, ảnh cứ coi là đó là chuyện bình thường. Mà bây giờ thay đổi chưa? Có thay đổi không? Dạ chưa. Em nói đến bây giờ cái ta xã giao rồi còn kiểu ổng là xã thân luôn rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Em không có nhậu nhẹt, em không có biết gì. Chỉ cà phê thôi. Dạ em như cà phê thôi chứ. Cái vấn đề ở đây là cái sự san sẻ tình cảm đó. Không có một người phụ nữ nào người ta thích hết trơn á, nhất là người vợ. Ngoài muốn cà phê ngồi đường gì đâu. Ủa đâu có phải là khó chịu. Đâu có phải là ngủ với nhau á thì mới làm mất chồng đâu, không có đâu em. Dạ đúng rồi. Chồng mình á chỉ cần quan tâm đến một cái người khác hơi bị nhiều chút xíu, dành thời gian cho cái người đó không phải là mình hơi nhiều chút xíu là khó chịu rồi. Đó là phụ nữ Á Đông đó em. Em đã chấp nhận em về đây em lấy vợ rồi thì em phải nhập gia tùy tục, chứ không thể nào mà ở bên Mỹ ok mọi thứ nó phóng khoáng hơn, nó open hơn. No, em về đây là em phải chấp nhận cái điều đó. Nhất là em đã lấy một người phụ nữ thuần Việt Nam thì em phải chấp nhận cái việc ghen đó. Theo chị cái đó không phải là ghen. Cái đó là giữ chồng kiểu của mình á. Chị cũng như em à. Sao còn tật xấu gì nữa nè? Kể luôn đi để chị nói cho. Anh có chủ động trong mọi công chuyện không? Nếu mà nói về nó hơi nhạy cảm chút xíu đi về vấn đề mà vợ chồng với nhau, ảnh luôn là một người khơi mào ra, ảnh là một người thèm thuồng, nhưng mà đến hồi bắt vợ chủ động.
Thì là cái sở thích của người ta là sao, đúng không Vương? À, anh Vương có nói gì không nè? Cái đó thì chị bó tay nha. Cái phần đó anh Vương có phần anh có biện hộ vô. Vậy bà hay phá em á, hay rờ tùm lum á, rồi xong cái nó khơi mình lên. Không có lửa sao có khói, đúng không? Mà đến khi mà em ok thì em hết sức thì bà là bà đuối bỏ chạy mất thì. Thì đó là cái câu chuyện đó, vui. Đó, cái đó xấu. Vui mà. Nó đâu không phải thật xấu nữa. Nó phải thật xấu nữa. Nó vui luôn á. Rồi giờ tới Vương nè. Loan có bao nhiêu thật xấu nè? Em thì cũng nói chung cũng hoàn hảo hết, nhưng mà cái giờ em là cái hay bày hay. Như quần áo mặc xong là cái liền tùm lum hết á. Rồi tóc thì rụng thì không chịu quét, rồi cứ nghĩ lại là chồng quét nhà quét cửa cứ xả tùm lum vậy đó. Rồi bừa bộn nè, còn thật xấu gì nữa không? Có vậy, tại vì em thấy phụ nữ Việt Nam em thích nhất là anh hôm nay trưa nay anh có ăn gì không, anh em nấu này, rồi mấy giờ anh về. Em thấy cái đó là hạnh phúc. Nên nhiều khi em không có nghĩ tới chuyện là mình phải đi nhậu hay là mình phải giao tiếp, mà bạn em rất là ít. Mình sẽ không bao giờ sẽ vướng những cái chuyện mà xa đọ hay gì hết. Thôi, còn bây giờ cố gắng nha, đừng có san sẻ tình cảm, đừng có ga lăng quá. Đừng có ga lăng quá, tại vì em là đẹp trai nè, cái nghề nghiệp của em lại là cái nghề mà nó rất là tiếp xúc với nhiều người đẹp. Em quay quốc thuận rồi mà. Em quay lúc anh mở mì cây đó. Thì đó, thì bởi vậy cho nên thôi em chú ý đến cảm xúc của Loan chút nha. Rồi, xin chúc cho Vương, chúc cho Loan cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một cậu con trai hả? Một nè, cậu con trai. Quý tử nha, một quý tử nha xuất hiện trong năm Canh Tý. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn tụi em.